Và nếu mà mọi người quay ngược thời gian cách đây 12 năm á, thì Quách Tuấn Du đã từng nhận lời tham gia một bộ phim ca nhạc mà trong đó hai người mà coi như là chuyển đổi, một trong số những người mà chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam, đó là CP Thái Tài và Di Yến Quỳnh. Lúc đó Du là một cậu bé khoảng hai mấy tuổi thôi mà mình đã lại đang trong một cái giai đoạn là rất là sung sức, rất là hình ảnh rất là đẹp của một ca sĩ trẻ. Nhưng mà Quách Tuấn Du nhận lời tham gia cái điều này thì cũng rất là suy nghĩ đắn đo, bởi vì thứ nhất là vì cái hình tượng. Nhưng mà sau một thời gian đó thì Du đã chấn chỉnh bản thân mình, Du quyết định làm cái điều này vì trái tim của mình, vì muốn sức lan tỏa thời đó dành tặng cho các cộng đồng LGBT được trân trọng, được kính trọng hơn, có giá trị hơn. Vì vậy Quách Tuấn Du đã nhận lời tham gia, và sau đó thì nói thật với mọi người một điều là ném không ít gạch đá mà mình nhận về không ít đâu. Lúc đó buồn lắm, cũng có nhiều người nói là có cái như hình tượng như thế này, tại sao tham gia vào cộng đồng LGBT trong cái bộ phim nó không có đáng. Nó không, cái điều Quách Tuấn Du làm là từ cái tâm, từ trái tim, chứ không có vì một cái mục đích gì cả, cho nên là cũng không gọi là hình ảnh để mà quảng bá nổi tiếng gì đâu. Vì thời đó Quách Tuấn Du thực sự cũng là hot từ trong nhóm nhạc D&D, rồi hát solo cũng đã hot. Thì qua đây thì 12 năm sau thì Quách Tuấn Du, nhưng xin lỗi cho Du nói lại một lần nữa là lúc đó, thời điểm đó, tất cả ánh nhìn từ phía người đời và các nhà tổ chức về game show truyền hình, về mảng truyền hình cũng sẽ không có ưu ái đến cho cộng đồng LGBT. Vì vậy, cái điều khó khăn nhất là Quách Tuấn Du nghĩ rằng là mình cũng lấy sức ảnh hưởng mình để mình bảo vệ cho các bạn, nhưng mà cuối cùng lại không được. Nó cũng rất là yếu. Cho đến 12 năm sau thì mọi người đã thấy thời gian gần đây thì cộng đồng LGBT được mọi người rất là cưng. Nói chữ dùng từ cưng là bởi vì các bạn rất là giỏi và thông minh và sống đúng nghĩa và làm được rất là nhiều việc tốt, cho nên là được rất là nhiều sự quan tâm của chính phủ cũng như là các bạn bè trong giới nghệ sĩ. Vì vậy một lần nữa thì Quách Tuấn Du muốn thực hiện cái MV này sau 12 năm, cũng muốn là bảo vệ các bạn tiếp tục và mong rằng các bạn sẽ luôn sống tốt với xã hội cũng như bao nhiêu người, và yên tâm luôn luôn có chúng tôi bên cạnh. Chúc mừng cho cộng đồng LGBT trong thời điểm hiện nay. Và trong đó mình nhìn vào cái ui, mình coi xong cái thấy là em có yêu không, bé miêu luôn á, bé miêu luôn ấy, bé rất là yêu. Cái xong suy nghĩ lại, ôi có như em yêu ta, tự nhiên cái lần mặt đụng cái người chuyển giới không biết đường mà lần luôn á. Nhưng mà người chuyển giới vẫn yêu mình, vẫn yêu luôn, chấp nhận luôn. Là nhận mọi người, mọi người
nghĩ em phải là con gái hả? Mọi người nhìn thử coi em như thế nào. Con gái mà đúng không? Đúng mọi người, em là con gái mà. Em đi một vòng thử cho mọi người. Thì mọi người nhìn thì có thể đánh giá được mà đúng không? Em đang là người đặc biệt học. Nói chung thì đây cũng là một cái cách để mà anh Du tạo cho mọi người một cái sự kích thích. Cũng là một cách để tạo drama để cho cái MV nó được hấp dẫn hơn. Nhưng mà giờ mọi người muốn biết em có phải là người chuyển giới hay là không á, thì bây giờ tối nay nha, canh đúng 7 giờ mở MV lên coi. Nếu mà coi mình cũng chưa biết em chuyển giới hay không á, thì em bóc riêng cho em. Trả lời cho đúng không? Em ơi, em có cái gì chứng minh em là con gái không? Giờ em chứng minh cho mọi người đi. Em bây giờ chứng minh cho mọi người nhớ. Không mọi người. Có ai hoài nghi em là chuyển giới hay là con gái không? Ai hoài nghi vô tay không? Có nào hoài nghi, là anh xem xong là anh hoài nghi. Rồi, anh nhờ em bước lên đây. Sao nguy hiểm quá vậy mọi người? Mà em có sợ là mọi người sẽ hoài nghi em như vậy không? Em sợ là... Nhưng mà ý là bây giờ ví dụ mà ai cũng như anh nè, tất cả mọi người đều như anh và hoài nghi em như vậy, thì em có em nghĩ đó là một thành công của em trong MV, hay là em sẽ sợ cái điều đó? Không, thật sự em không có sợ. Đó là thằng người vàng thiệt, không có sợ lửa ra anh. Nhưng mà bây giờ đóng phim không có được bao nhiêu tiền đó mà bị người ta nghĩ là chứng tính của mình. Anh này á. Đây, đây là chứng minh nhân dân của em nha mọi người. Mọi người zoom lại luôn mọi người. Nhờ mấy bạn YouTube hay là mình Linh Nguyễn Lâm Vy nha. Zoom lại nha. Đây. Thật ra đến ngày hôm nay thì Du vẫn nghĩ rằng là Du mời một cô gái đóng trong cái vai gọi là người chuyển giới và yêu một người chơi thẳng đó, thì lúc đó thì Quá Tuấn Du đến bây giờ vẫn không tin, bởi vì sao? Thì đâu lên trường đâu biết được. Bây giờ em thấy nhiều khi lên trường cũng không biết được luôn. Wow, vậy hả? Vậy hả? Dì Hai ơi, dì Hai và con cháu thử coi như thế này có được không dì Hai? Đẹp quá, tôi ngồi nãy giờ không gái thiệt không đó. Gái thiệt mà. Ủa gái thiệt mà. Vậy là gái thiệt. Nói gì đâu. Là trong ánh mắt của dì Hai cũng có một chút gì gọi là đá qua đá lại. Ánh mắt liếc như rau câu. Giống như cái phim Chiếc Lá Cuốn Bay đó mọi người. Cái diễn viên mà đi ra trong phim á cũng bị hoài nghi rất là nhiều đó. Thì em cũng đang trong cái tâm thế giống như cái bạn diễn viên đó, nó bị áp lực rất là nhiều luôn. Anh xin lỗi em vì hôm nay là cái ngày đúng là ngày vui mà giờ anh đã lỡ nhắc cái câu chuyện này ra rồi. Em có phải chứng minh đưa cái giấy chứng minh thư ra nữa? Thật ra một cái điều chưa bao giờ thấy trong một cái cuộc họp báo hay cuộc bắt ti mà cái gì hết. Vậy thì giờ cho phép Du hỏi dưới, có ai nghĩ rằng bạn này người chuyển giới không? Ca sĩ diễn viên Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Trung Hiếu. Hiếu lúc đầu nhìn thì không nghĩ bạn là một người chuyển giới. Phải nói là quá đẹp, quá xuất sắc. Vậy là bây giờ anh vẫn tin em là chưa. Vậy là bây giờ anh vẫn chưa tin em là con gái thiệt hả? Thì bây giờ sau khi nghe em nói chuyện thì em chia sẻ thì anh đã biết rõ hơn và hiểu rõ hơn. Nếu mà chưa rõ thì tối nay test nha. Anh có cần test không? Bây giờ anh tin rồi em. Đó, vậy chứ. Thật sự thì cái vấn đề mà em bây giờ là người chuyển giới hay không em cũng quan trọng. Em chỉ quan trọng là em giúp được cho anh Quách Tuấn Du ra một cái MV thành công và làm cho mọi người có một cái... có một cái câu chuyện để cho mọi người xem, mọi người kích thích và tò mò, thì cái đó là em đã thấy thành công rồi ạ. Em còn lại em có quan trọng. Và một cái nhìn thiện cảm hơn về em. Đúng rồi. Bây giờ hôm nay có khách mời nhiều lắm. Du rất là con nhiêu tuổi, con hai mấy tuổi phải không? Này nọ. Mà thực ra mình cũng bằng cái người rồi đang nựng mình luôn á. Cái này là câu chuyện vui thôi. Đó là sự thật đó. Và cảm ơn Hà Nhi đã có mặt hôm nay. Và cảm ơn ca sĩ Phần Chặt Khóc Khánh Ngọc của em suốt gần 20 năm của anh Du.